thời tiết ở Bà Rịa Vũng Tàu trong ngày Chủ nhật ổn định, trời ít mây, nắng kéo dài cả ngày, thuận lợi cho mọi hoạt động. Bây giờ là diễn biến thời tiết ở từng khu vực trên địa bàn tỉnh đêm nay 12 tháng 2 và ngày mai 13 tháng 2. Phía Bắc của tỉnh gồm thành phố Bà Rịa, thị xã Phú Mỹ, huyện Châu Đức và phía Bắc huyện Xuyên Mộc. Đêm không mưa, nhiệt độ 24 đến 26 độ. Trưa chiều mai có mưa rào nhẹ vài nơi. Ngày nắng, gió đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ 31 đến 33 độ, độ ẩm 80 đến 85%. Khu vực ven biển gồm thành phố Vũng Tàu, huyện Long Điền, huyện Đất Đỏ và phía Nam huyện Xuyên Mộc. Đêm không mưa, nhiệt độ 24 đến 26 độ. Ngày mai trời nắng, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ 30 đến 32 độ, độ ẩm tương đối 70 đến 75%. Huyện Côn Đảo đêm không mưa, nhiệt độ 24 đến 26 độ. Ngày mai trời nắng, nhiệt độ 29 đến 31 độ. Gió đông bắc đến đông cấp 3, cấp 4, độ ẩm tương đối 80 đến 85%. Hải văn vùng biển Bà Rịa Vũng Tàu. Từ Vũng Tàu đến Côn Đảo có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 3, cấp 4. Thủy triều tại Vũng Tàu ngày 13 tháng 2 năm 2023, nước lớn mức cao nhất 380 cm vào lúc 18 giờ 30 phút, và nước ròng mức thấp nhất 200 cm lúc 11 giờ 30 phút. Kết quả quan trắc về độ ô nhiễm bụi khói khí thải trong ngày hôm nay ở hầu khắp các địa phương trong tỉnh đều ở ngưỡng an toàn, không gây nguy hại cho sức khỏe mọi người khi đi lại, sinh hoạt, làm việc ngoài trời. Với 3 khu vực đặc thù của tỉnh, thị xã Phú Mỹ, thành phố Bà Rịa và thành phố Vũng Tàu, chỉ số chất lượng không khí AQ đo được tại các trạm quan trắc tự động từ 6 giờ sáng đến 18 giờ chiều 12 tháng 2 như sau. Tại trạm quan trắc ngã tư giếng nước thành phố Vũng Tàu, chất lượng không khí đo được ở mức 30, mức tốt. Chất lượng không khí đo được tại trạm quan trắc trường tiểu học Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ ở mức tốt với chỉ số AQ là 7. Và chỉ số chất lượng không khí đo tại trạm quan trắc ngã tư đường Văn Đăng Lưu và đường 27 tháng 4, thành phố Bà Rịa cũng ở mức tốt, 16.